Hey, chào tất cả bạn. Hôm nay mình xin nói về một cái vấn đề này khá nhiều bạn không biết, thì giống như mở mở rộng kiến thức cho bạn một tí nha. Đó là hợp âm la thứ, cái bấm hợp âm la thứ cơ bản thì nó ra từ là hợp âm si thứ. Nói một cái cách theo cách diễn giải của mình để cho các bạn dễ hiểu ha. Vì bạn nói ủa la thứ bấm như thế này, si thứ bấm như thế này thì nó có liên quan gì đến nhau? Thật ra nó có liên quan đến nhau. Cái này thì nó liên quan tới cái hợp âm chặn luôn các bạn. Thì cái hợp âm la thứ thì thế tai bấm cơ bản nhất thì nó gọi là thế tai dây buông, tức là khi các bạn đánh như thế này thì đây chúng ta có hai dây không bấm, một là dây số 5, vậy là nốt bấm, và cái dây số 1 là dây mi, là các bạn không bấm, các bạn chỉ bấm ba nó giữa thôi đúng không, và các bạn rải từ trên xuống. Còn cái hợp âm si thứ thì các bạn phải bấm luôn từ, thì ở đây chúng ta cái dây số 5 chúng ta chặn thì nó si, và cái dây số 1 chúng ta chặn chặn ngay cái nốt phát thanh. Vậy thì mình nói là hợp âm la thứ nó xuất phát từ si thứ, nó có lý do gì? Như các bài học trước mình có nói về hợp âm chặn thì các bạn có thể kéo lên được các ngăn khác nhau để nó tạo ra những cái hợp âm khác nhau nhưng mà cùng tính chất. Ví dụ ở đây chúng ta si thứ, cái nốt gốc nó là nốt si, các bạn bấm chặn hết cái dây, sau đó nếu các bạn kéo lên một ngăn cùng thế tai như thế này, bắt đầu nghe nốt đô thì nó gọi là đô thứ. Nếu bạn kéo tiếp lên nghe chỗ này nốt rê, nốt gốc nốt rê thì các bạn bấm ngay đây, nó là rê thứ. Wow, thông tin này có nhiều bạn mới tập thì chưa biết cái này ha. Thì tương tự như vậy các bạn kéo lên thì nó sẽ ra cái hợp âm của nó tương ứng với cái nốt gốc. Vậy thì bạn có nghĩ trường hợp là si thứ ngay chỗ này, các bạn kéo xuống nửa cung là nó gì? Si giáng thứ đúng không? Si giáng thứ. Và từ si giáng thứ, si giáng các bạn kéo xuống nửa cung nữa, nó là gì các bạn? Nó là la. Vậy thì nếu chúng ta ngay chỗ này si giáng thứ, các bạn kéo xuống nửa cung nữa thì nó qua hết cái đầu cần đàn này, thì cái dây này là đáng lẽ bạn bấm, mà bấm bên ngoài này thì coi như mình không bấm, thì mình đánh như thế này, nó là gì các bạn? Nó là hợp âm la thứ đấy. Vậy thì từ thế bấm si thứ như thế này, các bạn kéo xuống một cung, hay nói cách khác là từ si giáng thứ các bạn kéo xuống nửa cung, và lúc đó cái tay này không cần bấm nữa thì các bạn vẫn đánh từ dây năm xuống dưới, đó là la thứ. Nhưng khi bấm dây buông như thế này mà chúng ta bấm cái thế tay như thế này thì nó khá là vô lý đúng không? Thì người ta mới đổi lại ba cái ngón này thì bằng ba cái ngón mà một hai ba như thế này cho nó thuận tiện mà thôi. Tính chất thì nó không khác nhau, mình giải thích để các bạn hiểu hiểu được cái bản chất của nó ha. Thì thật ra cái cách bấm từ hợp âm chặn này, các bạn kéo lùi vậy, các bạn kéo lùi về thì nó ra cái hợp âm là thứ tương ứng của dây buông mà thôi. Hay nói một cách khác, hợp âm dây buông thì nó cũng xuất phát từ cái hợp âm chặn mà ra thôi. Nói một ví dụ khác nha các bạn. Hợp âm của bạn, hợp âm mi mi thứ. Mi thứ. Các bạn bấm có hai dây này thôi, còn lại là dây buông hết đúng không? Thì cái này nó xuất phát cũng từ cái dạng bấm hợp âm chặn khác. Ở đây mình ví dụ như là mình nói về hợp âm là son thứ nhé. Son thứ chặn thì các bạn bấm như thế này, thì chúng ta chặn cả 6 dây luôn, và nó đây là nó son à. Các bạn chặn hết hai ngàn như này. Thì son thứ các bạn kéo xuống một cung, nó là pha thứ đúng không? Thì từ pha thứ các bạn xuống mi, từ pha xuống mi có nửa cung à, do đó từ nghe thế tay bấm này các bạn kéo nó về nửa cung, thì lúc này cái ngón này chúng ta bấm nó vượt qua cái nút này rồi, cho nên là không còn bấm nữa. Thì lúc này các bạn bấm như thế này, nó là dây buông là dây mi,
nó là mi thứ. À, vậy thực ra nó cũng xuất phát từ hợp âm chặn ở trên này, các bạn kéo ngược về thôi, đúng không? Đó. Thì các bạn hãy thử khám phá, các bạn sẽ phát hiện ra cái điều này nó cũng khá là thú vị, mà mang thêm kiến thức cho bạn thôi ha. Hãy nhớ ủng hộ kênh Guitar for Freedom, các subscribe, like, share, comment. Nếu các bạn có nhu cầu mua đàn guitar thùng, guitar điện, amplifier, dây jack, pick đầy đủ hết, shop mình có thể cung cấp cho các bạn nhé. Các cái đàn giá cả rất là phải chăng, được gia công và mình kiểm tra test rất là kỹ ha. Hẹn gặp trong những clip tiếp theo.